Đây là sự kiện min nhất trong các sự kiện tôi từng mở anh em ạ. Rồi, đây là nick của bạn Quang. Đây, ok Quang. Ok. Sự kiện gì ấy Quang nhỉ? Làm một vòng gì nhỉ? Xin đừng min nữa. Sao lại xin? Không cần phải xin. À, sự kiện Power Shot. Ok, ok. Để anh phải nhận. À, bây giờ chúng ta mở quà nha anh em nha. À, chọn quà, mở quà cho em Quang nào. Quang đợi cũng lâu rồi. Anh Phước đã ra chợ đen chưa? Mở nào. Mở. Anh Phước có người yêu là anh Bình ấy. Kinh thế nhở. Tin này đáng sợ quá. Ôi ôi. CB thì vẫn đi rồi. Có được ZT Ansen không? ZT Ansen 3 lít. Ờ cũng ok. Ok. 3 lít là được nha. Gói vừa rồi 3 lít là được. Đấy. Nhân phẩm nó có lên mà. Mang lại niềm vui cho Quang nào. Ái chà. Ôi trời ơi, éo phải là sao nó lại éo phải là ST. Mẹ ơi, cay quá luôn. Mà là ST là ngon. Mẹ này. Ôi sư. Mẹ là ST phải là đớp không. Bịp vỡ lờ. Mỡ. Mẹ là cay. Min. Nhưng mà con này chắc là tăng chỉ số đấy anh em ạ. Con này có được đá không nhỉ? Con này trận Dortmund đá không? Tăng chỉ số không hả? Có ghi bàn luôn à? Ôi trời ơi, con này phải tăng 5 chỉ số. Em này bị mất một cái răng. Ông em này bị mất một cái răng. Chắc là do va chạm nhiều. Có ghi bàn đúng không? Mình có xem đâu. Mở tiếp nào. SND Thanh Tú gửi đấy. Du baby. Order bài Phước Phở chào anh Phước. Hình như nó lên hơi chậm đúng không? Bảo e-scan lên hơi chậm. TI mà lại còn người bỉ thì thôi vứt chứ còn gì nữa. Đã TI lại còn người bỉ. Min. Cày vân à. Rồi bật bài anh Phước nào. Biết đâu bật bài Phước Phở mở thẻ nó lại hên. Năm mươi mốt gói lên. Ơ chào Roa nhá. Roa này là cái gì, tên ca sĩ à? Avatar xinh thế. Người Pháp LB Theo à? Hay là con gì? À làm gì Theo được? Lisa là dù. Không muốn nói là tại Phước đâu anh em ạ. À. Tôi không nói như vậy đâu. 51 gói, mẹ ơi. Lisa là dù, rồi ôi. Hôm qua tôi có đăng ký chữ xanh lá cây bên kênh anh Phước. Đấy. Yêu cầu anh Phước gỡ cà lê để được nhìn thấy chữ xanh lá cây. Người Ý. À, kia xa. Kéo phải anh em ạ. Kia dài như không có gì luôn á. 13 gửi 5000 lớp du baby. Y cứu tớ.
Má. Chúng tôi là đội quân GK, ai thấy chúng tôi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, ui người Pháp. Ê. Tớ xem giỏi nhỉ, xem mở ba cái này ra hát GK. Rồi, cho nhạc bolero mở thẻ nào. Nó phải khác chứ anh em. Nó phải khác. Mở. Mở. Cờ Pháp được. Pháp cam. Ôi giời. Ê. Né là con Gomez thì trúng con Closer anh em ạ. Thả ra con cô lỏ giá còn cao. Nhạc bolero mà không ra được con ITM nào à? Nào bia trắng, bia trắng, bia trắng đây ơi, bia trắng. Ôi đéo phải. Con gì đây? Ôi giời ơi. Hết cứ rồi. Cầu xin anh em cho em một lần được may mắn gửi 5.000 nước rô bê bê. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Hết cứ rồi. Mà. Nào. LB, người Pháp nào? SND Thanh Tú gửi 5.000 lớp du baby. Anh cho con mặc quần vào coi có ra không anh. Không thể gỡ nổi. Tao còn nát hơn. Nó đã nặng được cái quả người Pháp rồi. Quang 123 gửi 5.000 lớp du baby. Tôi là ai? Đây là đâu? Streamer này là ai? Quang. Lần sau gỡ qua. CB Midi Town nhỉ? Đủ. Quang 123 gửi 10.000 lớp du baby. Hai lần trước A cũng bảo E là lần sau gỡ mặt cười. Đã cố quên đi anh em ơi. Đã cố quên đi. Đã nổi thật. Cái gì thế này? Ra trông nó thế này. Tuy anh không làm được, nhưng anh hứa được. Mèn ơi. Đây là sự kiện min nhất trong các sự kiện tôi từng mở anh em ạ. Nước mắt đã rơi. Tên này của Quang thì được 3K8 rồi. Tổng sự kiện 3K8. Trong khi đấy là trung bình sự kiện là 4.500 anh em ạ. Quang mất 7 lít. Quang đã mất 7 lít. Anh có thể làm gì cho Quang bây giờ? Thôi lần sau mình gỡ nhá. Lần sau mình gỡ. Hôm nay là do cái quả nhạc. Bình thường bật nhạc vu lít mở đâu có thể. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.